Thưa quý vị, năm học 2020-2021, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu triển khai từ lớp 1. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, việc chọn sách giáo khoa lớp 1 được giao cho các địa phương và từng trường tiểu học quyết định. Và từ cuối tháng 12 năm 2019 đến đầu tháng 5 năm 2020, Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn tất việc nghiên cứu lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Đến thời điểm này, nguồn sách giáo khoa lớp 1 cũng đã được ngành giáo dục đào tạo Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với công ty sách thiết bị trường học tỉnh cung ứng đến tận nhà trường. Bộ sách giáo khoa lớp 1 được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lựa chọn cho năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, gồm 9 cuốn, lọc từ 5 bộ sách giáo khoa mà Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra. Trong số này, môn tiếng Việt, môn đạo đức và môn mỹ thuật lấy từ bộ sách Chân trời sáng tạo, sách toán và sách giáo dục thể chất lấy từ bộ sách Cánh diều. Môn tự nhiên xã hội và môn âm nhạc lấy từ bộ sách Cùng học để phát triển. Môn hoạt động trải nghiệm lấy từ bộ sách Vì sự bình đẳng. Sách kênh hình kênh chữ rất là bắt mắt, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Sách đã mang lại những cái nhiều cái ưu điểm, đó là phát triển cái năng lực phẩm chất cũng như học sinh và phát triển cái tư duy sáng tạo đối với học sinh. Việc cung ứng sách giáo khoa lớp 1 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do công ty sách thiết bị trường học tỉnh phụ trách đúng với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến nay, công ty đã nhập về 29.000 bộ sách giáo khoa lớp 1, nhiều hơn 5.000 bộ. Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo về số học sinh lớp 1 năm học 2020-2021. Ngoài cái số học sinh sẽ mua sách lớp 1 trong năm tới thì chúng tôi có nhập thêm để bổ sung cho cái nhu cầu mà trong quá trình học thì học sinh có thể làm mất sách hoặc là cho cái việc học sinh học hè học thêm ở bên ngoài. Năm học này thì cái chúng tôi chủ yếu là cung cấp sách ở các trường học. Sách giáo khoa lớp 1 khi nhập về, công ty sách thiết bị trường học cung cấp chủ yếu đến các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh theo số lượng mà các trường đăng ký. Thì đến thời điểm này thì nhà trường đã nhập số lượng sách là gần tương đương với cái số học sinh dự tuyển. Chính vì vậy mà phụ huynh cũng không cần phải lo ngại về cái vấn đề mà đi mua sách giáo khoa. Trong chỉ tiêu của nhà trường nhận sách về là 100 bộ và cũng đã thông báo đến với phụ huynh qua hệ thống VNEDU cũng như là loa phát thanh của xã. Và phụ huynh tới nhập học cho con em và cũng đa số là mua sách tại trường. Cái nguồn sách thì chúng tôi cũng được biết rõ và chúng tôi khi mà tuyển sinh cho cháu vào lớp 1 thì không có phải suy nghĩ gì về vấn đề tìm sách nữa vì đến đây nhà trường đã chuẩn bị hết rồi. Và cái nguồn sách thì đáng tin cậy, chúng tôi rất là yên tâm. Bộ sách giáo khoa rất là hợp lý và giá cả rất là phù hợp cho trẻ bước vào lớp 1. Mua sách thì không có gặp khó khăn gì, các cô chỉ dẫn rất là chú đáo. Sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình mới được bán với giá 192.000 đồng một bộ, chưa kể 10 cuốn sách bài tập kèm theo có giá 116.000 đồng. So với bộ sách giáo khoa cũ, giá sách giáo khoa lớp 1 mới cao hơn gấp 3 lần. Sở Giáo dục Đào tạo và công ty sách và thiết bị trường học cũng đã xây dựng chương trình tặng sách cho học sinh nghèo và chuyển đến từng trường tiểu học. Chúng tôi cũng có chính sách hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà không có điều kiện mua sách thì nhà trường có giữ lại, tức là có để lại một phần 5% cái sách đó để hỗ trợ cho các em đó. Phòng Giáo dục Đào tạo cũng chỉ là một trường cố gắng là coi như vận động để mà hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Riêng Ủy ban Nhân dân huyện là chỉ đạo Phòng Dân tộc Tôn giáo trích ra một cái nguồn để hỗ trợ các em học sinh dân tộc và học sinh khó khăn để mà các em bước vào học mới. Bộ sách giáo khoa mới lớp 1 tại mỗi địa phương được chọn riêng biệt, nên sách giáo khoa lớp 1 năm nay, công ty sách thiết bị trường học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cung cấp thẳng đến các trường tiểu học, tránh để phụ huynh nhầm lẫn khi mua sách cho con em trên thị trường. Vì vậy, theo ghi nhận của phóng viên thời sự, đến thời điểm này, các nhà sách trong tỉnh không bán sách giáo khoa lớp 1 và phụ huynh mua sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới liên hệ trực tiếp với trường tiểu học của con em mình.